chị về xa cái mẹ là chắc giờ nồng nóng quá rồi. Quay về quay cảnh khác đâu quay kén cái đầu ra ngoài quay cái ra ngoài bờ đập chưa biết mà rồi biết là không, bờ đập là bắt được trước chứ mà đợt sau này là qua bãi sau không chứ bắt là ấy là bãi sau không chút nữa chết nhiều trận cái trắm không có không trắm liên tục bữa ngầu trong trong cái cây bà đàn ngã đó không được hai con đó mấy anh kia đéo có nào không còn chỗ nào câu luôn mà bên kia ha bà đàn ngã chỗ đây nè chỗ phía bãi sau nè bữa tình nó giật cá mì bò bự anh này bự ăn mình nó mà người hết hồn này mà cái mình này nghĩ không có đâu một cửa đây ngay cửa đây cửa lấy xô rồi gần gần cái cỡ 5 ký á đây con thằng đi vừa bắt cái này đến đây má dưới qua cái đầu cần này giật tưng tưng chống đi trụ nó ghé luôn chắc hết chụp nó một giải chống cái bự không ấy để tôi bỏ cái con trùng vô cái là có cái đuổi đuổi chứ đâu mới một giải độ còn hả này ráng sang hồ gô ơi đó anh 5 ký là để ăn cá bóng trùng dính cá bóng nào cá bóng như nhìn căng rửa căng rửa nhỏ mà để tàu tôm quá trời nó ăn hết mà không dính con này tôm nó lắm ăn hết mà không dính cái lưỡi nhỏ thôi cái được rồi mặt em ghé xuống miếng quần chắp mau quên trước chắp mau quên trước đó nhấp rồi đó con này mát không con cá mì mì bò nhỏ mà con này thả không ra đây đi về thả cho thôi được rồi có xuống thì xuống về hết có xuống bột cây đâu mà luôn nhấp cho vui á mà quất kèn buồn dẫn chút cao chứ thì đó đâu có trùng đâu coi như nó đưa luôn quyền ngàn dài luôn đó, lấy mà để cái cây này nè lấy cây giữa là chống xéo quá đơn giản thôi một con cá mà đang lớn lớn nó kéo một khớp một là bả đảm xuống hồ hết cầu cho nó kéo xuống hồ đi cũng cầu trông cho nó kéo đi lấy chút cám
chuối nhỏ. Bờ kiếm cá chép cho rồi. Tới 4 giờ ông đạt. Tới 4 giờ thì đông cứ. Đó, đó. Dính mì dinh. Mì dinh này ngon lắm á. Biết mà. Đó, dính thằng lát đó, cái đó mới thằng lát đó. Đó cắt đã. Tầm giờ này cầu thác lát đường này ngon này. À anh em ơi. Không biết con gì. Không quay. Bây giờ không biết ông quay. À đồ phơi ông nào. Cả phơi. Vậy. Phơi khốn, phơi khốn. Lên hàng anh em. Phơi bị giật căm cẳng luôn. Chà. Đồ câu nhà. Nhà quen nó đâu được xa. Không xa. Thì bự qua tao đéo qua tao bờ kia. Rút vậy mình đòi. Phơi còn cái lắm không? Anh trùng cái gì?